Đây là bếp từ con thương hiệu Đề Mi anh chị nghe, đây thương hiệu anh chị nha. Con này điện 100V, điện 100V 1300W nha anh chị. Con này điện 100V 1300W. Đời thì con này cũng là sản xuất rất là lâu rồi, đời 2002 chị nghe. Con này đời 2002, cho chị cái thước đi. Cách sử dụng con này mình sẽ hướng dẫn sử dụng luôn cho chị cái chảo nhỏ này. Con này bề đường kính là 32 chị nha, 32 36 chị nha. Con này là nó là thuộc IH. Đây là cách sử dụng con này. Đây là lẩu anh chị, còn đây là xào anh chị. Đây là lẩu nha, còn đây là tăng tốc độ, còn đây là hiện giờ. Tốc độ con này là cao nhất đó, trong nấu lẩu là 1.300, còn khi chiên xào á thì anh chị em có thể chế độ là 200W nha, 200W. Cách sử dụng cái dòng bếp từ này rất đơn giản, anh chị em có thể trải nghiệm được. Con này em sẽ bán, con này em sẽ ghi là mã số 1 cho chị thấy cái giấy cho em, cái giấy trắng đây. Đây là mã số 1 chị nha, mã số 1 của ngày 8/1. Đây là mã số 1 ngày 8/1 chị nha. Con này là 650. Cho chị cái giấy cho em. Cái gì dán keo đây. Là mã số 1 chị nha. Nước sôi rồi. Đây là mã số 1 chị nha. 8/1. Nước nóng. Đây là cái tách khởi động, tách nóng. Rồi đây cái thứ nhất anh chị. Đây con thứ nhất. Dạ con nha chị. Con thứ hai. Con này á chị có 400K chị nha. Con này 400K, đường kính em đo. Đường kính đó, chiều dày nó là 28 chị nha, 28. 28 24 nha anh chị. Con này của hàng Oyamaya, Oyama. Con này là điện 100V 1000W nha, đời 2004 chị nha. 2004 chị nha. Con này cũng rất đẹp. Đây là cách sử dụng. Là cách sử dụng. Cũng rất dễ sử dụng chị nha. Đây là em xuống dẫn đây. Đây là lẩu chị nha, đây là lẩu. Còn đây là xào, là khi muốn sùng xào muốn cái này. Đây là xào nha, còn đây muốn tắt. Đây là lẩu. Đây là lên xuống. Con này không có hẹn giờ chị nha, không có hẹn giờ. Sử dụng con này. Đây là con số 2. Con số 2 này á, nó sẽ là bốn trăm k chị nha. Đây là con số 2, điện 100V 1000W nha anh chị. Con này là dùng điện 100V hết anh chị nha, điện 100V hết anh chị, tất cả sử dụng điện 100V hết nha. Đây là cách tắt của nó. Đây là khởi động, em đang dùng lẩu thì nắp lẩu nha. Đây là nó lên xuống. Đây là nước sôi. Đây là con thứ nhất anh chị nha. Con thứ hai, thứ hai 400K. Cho lấy cái đầu ta cầm coi, cái bên này nóng lắm. Dạ con số 2 chị nha, con số 2. Con số 3. Đây là một con của hàng Yamagen chị nha, còn rất đẹp. Con này thì mặt kính IH nè. 24 22 nha anh chị. Con số 3 là tính chính xác của nó. 32 30 anh chị nha. Chiều cao của con này á, được như là nó có 5 phân chị nha, 5 phân. Em sẽ nói về cận bình của này luôn. Con này điện 100V đời 2017 nha, con này rất là cao. Điện 100V 1400W chị nha. Điện hàng xuất không hàng thôi. Đây là con thứ ba. Đỡ nó vô đây chị cầm nóng chết. Con này con số 3 nha anh chị. Cái nước bên cái đảo kia đổ chị.
Con này là 650 luôn chị nha. Má nóng sao đổ. 650 luôn chị nha. Con số 3. Quyền ơi, quyền. Nóng. Rồi bởi vậy. Quyền này nó ác vậy đó. Đưa không tay cho mình nấu nó mới chết. Nấu cho ăn không? Không có đâu nóng. Con với cau thì. Nè đem nấu đi. Chờ không tay. Đây là cách sử dụng chị nha. Đây là khởi nguồn. Con này là bấm để chưa dinh điện rồi. Đây là cái bấm nguồn, đây là bấm lẩu chị nha. Đây là lớn nhỏ. Đây là lớn nhỏ. Còn đây là cái dĩa phía nữa. Cái này là lẩu nha, đây là xào nha anh chị. Còn đây là 3 phút. Rất là chức năng hàng 3 phút của cái này anh chị nha. Cái này lẩu 3 phút nha anh chị, là 3 phút mình ngưng anh chị nha. Con này là số 3, 650. Số 3 là 650. Tốc độ tăng lên. Đây là vừa tăng là vừa giảm lúc này luôn chị nha. Vừa tăng vừa giảm lúc này luôn. Khi mà anh cho em về sử dụng rất là dễ bài tắt anh chị nha. Còn đây là mỡ, đây là mỡ phần này. Còn đây là cái này là phần xào anh chị. Đây là xào nè. Con này là con số 3, 650 thôi nha. Số 3, 650. Tiếp theo con số 4. Số 4 này là con Natina nha anh chị. Đây là Natina anh chị nha. Đây là Natina chị nha, Natina đây. Rất có đẹp nha, mặt kính rất đẹp, không lỗi lầm, không thể chết. Đây là điện 100W, 1400W luôn chị nha. Đời năm 97 anh chị, đời năm 97. Đây là cái đây là cách khởi động. Đây là lẩu anh chị nha, đây là lẩu này. Đây là tắt nguồn, đây là lẩu. Đây là xào. Đây là xào nha. Đây là lẩu. Đây là hẹn giờ anh chị nha. Đây là thời gian đâu. Đây là con số 4 anh chị, 900k nha. Natina chị nha, Natina. Là tắt. Đây là mở lên lẩu. Đây là hẹn giờ anh chị. Hẹn phút nhỏ nhất mình chị. Đây là lớn nhỏ nha. Đang mức độ cao nhất của ngàn tư chị nha. Đây là con Natina các chị. Đây là con số 4, 900k anh chị nha. Con số 4. Đây là con số 4. Số 4 chị nha, đây là con số 4, 900k. Đây con số 4 chị nha, con số 4. Tiếp theo là con số 5, con này của thằng Hitachi. Là Hitachi vậy nha, Hitachi. Đây là cũng 900k luôn. Là Hitachi. Rất đẹp nha anh chị. Hitachi. Đây là điện 100W, 1350W chị nha. Đây là điện 100W, 1300W đây. 2002 chị nha. 2002 rất đẹp, con này rất đẹp. Đẹp. Đây là cách sử dụng con này. Đây là cái bấm nguồn lên. Đây là lẩu anh chị. Đây là lớn nhỏ. Còn đây là xào. Khi tắt phải đánh xào. Đây là xào. Cái độ là cao nhất là 200W chị nha, 200W. Còn đây là lẩu. Còn đây hẹn giờ anh chị nha. Đây là tắt. Còn đây là lẩu. Đây là tắt. Đây là xào anh chị nha. Còn đây là tắt, đây là lẩu. Còn chế độ đây hẹn giờ.
con số 5 900k chị nha, con số 5 900k. Gì? Bốn trăm rưỡi nó có giá rồi đó, không có đó ba quay lên rồi. Đây là số 5 nha chị, ở trên Phan Chốt đi. Đây là số 5 chị nha, số 5 áo đi. Đây là số 5 chị nha, 900k. Còn đi cho chị, đi cho chị. Đây là số 6. Dạ. Số 6 này là con ma thiên nan chị. Nan trên nan này nó sẽ rất đẹp nha. Đẹp, không tì vết chị nha. Con này thì điện 100 con, con này 596 chị nha, 195. Điện 100 con 1350W luôn anh chị. 595 nha anh chị, con này na trên nan. Na trên nan. Đây là cái đồng. Con này không có hẹn giờ anh chị nha. Con này không hẹn giờ. Đây là lẩu nha, đây là xào chị nha, đây là lẩu nha. Đây là tắt nè, nút xào nè. Nút xào chế độ cao nhất là 200W chị nha. Đây là ba lẩu. Chế độ con lẩu thì nó sẽ là 1350W nha. Lấy con khác đây, lấy khác cho đi, điện canh hỏi còn con đẹp lắm kìa. Lấy ăn con nó đem. Chụp hình Zalo các bạn. Còn nhỏ nhỏ nhiều lắm. Em cả trăm con. Thì mắm nhiệt, cái đó mắm nhiệt có gì em? Thì lấy ra đi, lấy ra đi lượng cái nữa. Đây là con Na Thi Na chị nha. Đây là con này là 900k số 6 chị nha, số 6. Na Thi Na 900k chị nha. Na Thi Na 900k. Đây là số 6 chị nha, 900k. Ờ con nó mỏng đẹp gì, con nó ngon lắm luôn á. Kiếm thầy gơ đi, con nó cũng được, con nó xanh vô dữ nè. Toshiba. Con nó đẹp á. Natina số 6 chị nha, số 6. Con số 7 cuối cùng. Con số 7 cuối cùng. Đây là con số 7 cuối cùng chị nha. Đây là Sunsanit nha anh chị. Con này rất to nha, nấu nấu cũng đơn giản thì rất to. Con số 7 chị nha, con số 7. Con này là 700 chị nha, 700. Con này khổ to nha chị, khổ rất là to luôn. Đi 100 con nha chị, 1000W. Đây là đầu khổ đây, 32 nha, 32, 38. Đây là con số 7. Đây là cọng chì của lẩu. Còn đây thời gian thì ai ở đây chợ đây xào. Cái này là lẩu anh chị. Là xào anh chị này lẩu. Thời gian là sao? Đây thời gian đây nè. Đây là thời gian chị nha, đây là thời gian. Còn đây là lẩu nha anh chị, hướng hướng lẩu nè. Đây là khi mà anh bấm lên phải nguồn lên là nó lẩu trước. Anh chị em muốn nấu xào thì bấm ra xào nha. Anh đang khởi động là lẩu anh chị nha, khởi động lẩu. Cái này là mức độ cộng trừ của nó anh chị đây nè. Con này là 700k nha, khổ rất lớn. Anh xin kết thúc ở đây, thì cứ mỗi ngày sẽ review vài món có thể cho em lựa chọn trên live cho em nha. Mã số là có nè anh chị nha, ngày 8 ghi, có thể anh chị lựa chọn và thể gọi cho em mã số trên live anh chị nha.